25 tháng 1 năm 2013, Green Iguana được quay tại Bob's Shop. Đây là một trong hai em quay cho Đây là một trong hai em Igu quay cho File Dragon trên Aquapet. Chân tay hoàn toàn bình thường, bụng rất là béo, ăn no. Igu mà thiếu suy dinh dưỡng sẽ bị gầy ở chỗ đoạn chóp đuôi ở trên. Đấy, đó là đặc điểm nhận dạng của Igu khỏe hay không. Các bạn nhìn chóp đuôi ở trên thì các bạn biết con này rất là béo.